có đánh rồi nha. Bây giờ các bạn coi sơ cái này là được. Vậy các bạn có thể bao lại để xem, hoặc là bạn nào thấy không rõ thì cứ liên hệ qua Facebook Hoàng Như Định, hoặc là inbox cho Định, Định sẽ gửi cho nha. Hoặc gọi 0906391557 và Định gửi cho các bạn. Thì câu đầu tiên là mới vô là nếu chiều nay không có em ấy. Đánh nè, la mình sẽ bắt cái đầu tiên đánh bình thường bùm chát bùm chát, chúng ta sẽ đặt cái hợp âm la thứ nha. Đây bạn bấm như vậy, ngón ngón một vào ngang ngang hai của dây bốn, ngón ba vào ngang hai của dây ba, ngón một này vào ngang một thì hai ngang ba là thứ dễ thôi. Bạn sẽ đánh thành bát thứ năm là bát thăng chát, bát thăng chát, bát thăng chát là hai sơn đánh lên cùng lần nhé. Bát thăng chát la đô đô son la đô la, rồi mình chỉ các bạn câu này nè. La là gì, gì một ngang năm này, la gì một ngang năm, đô gì một ngang tám, la đô 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 là gì gì ba ngang năm, la đô đô son là dây một ngang bảy, dây hai ngang bảy, dây ngang tám luôn, son là bảy, la đô đô son là dây hai ngang tám, la đô đô son la đô la la, chúng ta bắt la nha, la bằng chắc lần lại nha, la đô đô năm tám năm tám năm tám bắt với ngang năm, la chắc cái người đánh chắc. Các bạn thấy đánh chắc hai sợi hợp chắc ba sợi tùy chắc la mì là dây xô cũng dây mình bấm nguyên cái ba re là mình chặn cái dây một cả dây một hai ba luôn ngàn năm nè, la mì nè, dây một và dây hai là các bạn đánh ra được la mì la pha thằng, chúng ta sẽ dời ngón hai la mì la pha thằng nè, chúng ta dời ngón hai về cái dây 1 ngang 2 và chúng ta sẽ bỏ cùng bát rê, chúng ta tạo hợp âm rê trưởng á, la mi la fa mi fa, rồi chúng ta thả ra luôn fa mi rê rê, chúng ta bỏ bát vô rê cha la mi la fa nè, thả ra là mi rê bỏ vô rê rê nè, rê từ chúng ta chụp cái hợp âm vô mà mình để chát nè, la mi la fa mi rê tan chát, là xong một câu nha. Rồi câu tiếp theo là trời sắp đổ cái mưa là mi la do rê, chúng ta sẽ để hợp âm hồi nãy cái thế hợp âm la thứ lúc đầu mình giới thiệu các bạn á, mình đánh nè, la mi la chung với cái bát la nè, dây ba với dây năm kẹp nào, la mi dây một, la mi la đô la đô la đô là dây ba với dây hai, sẵn cái thế la thứ luôn, chúng ta khỏi cần phải tính nữa, la đô rê. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chuyển vào bấm nút rê ở dây số hai ngang thứ ba, bấm rê la mi la đô rê chát, la mi la đô rê, tay bấm rê này bỏ bấm rê thứ vào, con ba đang sẵn ngang ba rồi nè, bỏ ngón hai vào ngang hai của dây ba, ngón một vào ngang một của dây một, rê tăng chát la la, đấy xong cái rê tăng chát như vừa nãy tôi chỉ các bạn, các bạn chát tăng là mình đánh mê với dây số ba một cái này, chát là tăng hai sợi đây, tăng chát tăng chát la 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 la, chúng ta đánh la đầu kẹp luôn cũng được, la mình lại ba rê ngang năm y như hồi nãy á, la la là bỏ bát lao, la 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 mì, chúng ta lúc này là mì là dây hai ngang năm nè, có sẵn luôn, chúng ta cứ đánh dây khác nè, la là ngang dây một thì mì sẽ là dây hai, la mì la lặp lại, la la mì la đô bát lao luôn, cái này chúng ta sẽ bỏ ngón út vào cái nốt đố này nè, đố ngang tám của dây một.
đô mi re, la đô mi re. Chúng ta sẽ là la la này nè, la mi la đô. Câu tiếp là cũng là dây một ngang năm, đô dây một ngang tám, la đô mi. Chúng ta hạ lại hết, la đô mi, la đô mi re, là chúng ta bỏ vào âm re thứ như hồi nãy nè, bắt re luôn, re tăng chắc. Công nghĩa chúng ta cứ nhớ là mình vô cái tạng chát, tạng chát là được. La đô mi re tạng chát mi, la đô mi re tạng chát, la đô mi re tạng chát. Tới cái câu tiếp theo thì nó liến hơi khó một tí, các bạn chịu khó nha. Là đánh nè, la vậy cũng là bắt bắt ba re ngang năm luôn, la dây số 1 nè, mi dây số 2 nè, la mi la fa, là chúng ta sẽ đặt ngón thứ hai vào ngang 6. Sau khi mình đặt cái ba re 1 2 3 4 5 nè, mình đặt ngón số 2 vào ngang 6.